lâu lắm rồi mình mới thấy có một cái camera hành trình nhiều cái hài hò và đáng chơi như là VO4 A119 Mini 2, nhưng đọc là VO4 chứ không phải là V-Phone nha. Đây là cái camera hành trình có thể ra lệnh và giọng nói, và đặc biệt nó có khả năng đào clip về siêu nhanh. Nếu các bạn chưa tin thì mời xem tiếp clip. VO4 là thương hiệu cam hành trình mới gia nhập Việt Nam năm nay, nhưng mà trên thế giới thì VO4 không hề mới chút nào. Bởi vì VO4 đã bắt đầu làm cam hành trình từ năm 2011 và các sản phẩm VO4 rất được chuộng tại thị trường Mỹ và cả châu Âu. Ở Việt Nam thì các sản phẩm VO4 đang được phân phối chính hãng bởi VO4 Việt Nam thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh và công nghệ Sao Việt. VO4 Mini 2 nó sử dụng chip hình ảnh Sony Stylus 2 thế hệ mới, hứa hẹn là nó sẽ bắt chuyển động tốt hơn và giảm hiện tượng bị nhòe khi mà chủ thể bên trong khung hình chuyển động nhanh. Vụ này thì chúng ta sẽ kiểm chứng kỹ hơn ở phần chất lượng hình ảnh. Độ phân giải của VO4 Mini 2 là 2K và nó ghi hình 2K ở tốc độ 60 khung hình một giây. Lại một lần nữa, điều này hứa hẹn sẽ mang đến những thước phim nuột nà, mượt mà hơn khi mà xem lại. Tuy nhiên, ở chế độ ghi hình tương phản động HDR thì nó sẽ giới hạn tốc độ ghi hình ở 30 khung hình một giây. Ống kính của Mini 2 nó có thể ghi được góc nhìn lên tới 140 độ và đặc biệt khẩu độ của nó lên tới 1.6. Đây là cái mức khẩu độ thuộc diện lớn nhất trong thế giới camera hành trình hiện nay. Ngoài ra chúng ta cũng có thể điều chỉnh được cái ống kính này lên hoặc là xuống để có được cái góc nhìn ưng ý nhất. Mỗi khi mà chúng ta xoay cái ống kính này á thì nó tạo ra cái tiếng click nè. Nghe khá vui tai, vừa vui tai mà vừa tạo cảm giác chắc chắn hơn những camera hành trình rẻ tiền khác trên thị trường. Thiết kế của VO4 Mini 2 có dạng thun dài. Mặc dù là cái camera hành trình mini nhất nhà VO4, nhưng kích thước của Mini 2 chưa mini lắm, bởi vì nó còn phải chứa một cái màn hình 1.5 inch. Chúng ta có thể điều chỉnh những thông số của cam hay xem lại clip hành trình thông qua màn hình này. Bên dưới cái màn hình này là các nút truy cập nhanh những tính năng cần thiết, như là vào menu, bật tắt ghi hình, bật tắt thu âm, bật tắt wifi và nút lưu file khẩn cấp. Có một cái điểm mình thấy khá thú vị ở VO4 Mini 2, đó là nó có tới hai cổng lấy nguồn USB-C. Một cái nằm ở trên thân cam và một cái nằm ở cụm đế cam có chứa module CBS. Thành ra các bạn có thể cắm lỗ nào cũng được, miễn sao là tiện cho việc đi dây. Việc tháo hay là lắp cái thân cam vào đế cam nó sẽ theo phương ngang như thế này. Thành ra các bạn lưu ý nha, là đừng lắp cái camera hành trình quá sát bên trái cụm gương chiếu hậu, bởi vì khi đó các bạn sẽ rất là khó để mà lắp vào hay là tháo cái thân cam ra. Cái đèn thông báo tình trạng ghi hình của VO4 Mini 2 nó nằm ở đây và nó được thiết kế dễ nhận biết hơn so với những cái camera hành trình khác mình từng sử dụng qua. Đặc biệt khi mà cái cam này nó bị lỗi và nó ngừng ghi hình, hoặc là chúng ta chủ động ngừng ghi hình đi như thế này, thì cái cam nó sẽ thông báo bằng tiếng bíp bíp như thế này để báo cho chúng ta biết. Một cái chi tiết nhỏ nhưng mà mình đánh giá rất cao, bởi vì mình đã từng rơi vào cái trường hợp là camera hành trình nó bị lỗi và nó ngừng ghi hình lúc nào mình không hay luôn. Tới lúc mà mình cần lấy cái file ra thì mới biết là cái cam nó bị lỗi. Có một điểm mình hơi tiếc ở đây, đó là VO4 Mini 2 nó không có một cái cổng để mà chúng ta mở rộng thêm khả năng kết nối với lại camera hành trình phía sau. VO4 Mini 2 sử dụng chip Sony Stylus 2 đầu tiên chạy 60 khung hình một giây. Chính vì vậy hình ảnh của nó có màu sắc khá chuẩn cả ban ngày và ban đêm. Ngoài ra, độ chi tiết của nó thể hiện rất xuất sắc. Nếu để ý những camera hành trình sử dụng thế hệ chip cũ hay là chip giá rẻ, các bạn sẽ thấy là chi tiết ở phần rìa khung hình không được nét, và nếu đó là vật thể chuyển động thì nó càng dễ nhòe. Nhưng mà hiện tượng đó đã giảm đáng kể ở Mini 2 với chip hình ảnh cao cấp. Cụ thể là hình ảnh xe chạy trong khung hình vẫn rất mượt mà và thông tin biển số ít bị nhòe nên dễ dàng đọc được ngay cả trong tối. Một cái hay nữa là VO4 Mini 2 cho phép chỉnh được thông tin watermark đánh dấu file theo ý của mình. Ví dụ như mình thích thì có thể đặt tên xe và biển số xe của mình vào watermark luôn. Bây giờ là tới phần mình thấy thích thú nhất và ấn tượng nhất trên VO4 Mini 2. Đó là tính năng ra lệnh bằng giọng nói. Nhưng mà ra lệnh giọng nói bằng tiếng Anh nha, không phải tiếng Việt, hơi tiếc. Nhưng mà dù sao là những cái mệnh lệnh bằng tiếng Anh này cực kỳ đơn giản và ai cũng có thể học được. Ví dụ như là take photo. Bình thường nha, bình thường là mình sẽ phải mò mẫm mấy cái nút trên đây nè, để mà cái cam nó chụp hình. Thì bây giờ mình không cần phải vớ tay, không cần phải mất tập trung khỏi việc lái xe nữa. Mình chỉ cần take photo. Ngay lập tức cái camera hành trình VO4 Mini 2 này nó chụp hình ngay cho mình những cái sự kiện quan trọng trên đường. Quá đỉnh. Tiếp theo mình sẽ ra lệnh cho nó ngừng quay video. Video stop. Ngay vào luôn. Trường hợp mà các bạn muốn ra lệnh cho nó bắt đầu quay trở lại thì các bạn chỉ cần sử dụng cái câu lệnh là video start. Rồi, một cái nữa nha. Mình sẽ tắt tính năng thu âm đi. Turn off
Audio. Voice recording disabled. Nghe vào luôn. Còn mà muốn bật lại tiếng thì turn on audio. Voice recording enabled. Thêm một cái nữa đi. Tắt màn hình nè. Turn off screen. Bật màn hình lên. Turn on screen. Turn on Wi-Fi. Wi-Fi enabled. Rồi, tắt Wi-Fi nè. Turn off Wi-Fi. Wi-Fi disabled. Và cuối cùng là cái mệnh lệnh khóa video. Lock the video. Tính năng này rất là hữu ích nè. Khi mà chúng ta gặp một cái sự cố gì đó trên đường và muốn bảo vệ cái file hiện trường lúc đó không bị xóa thì sẽ kêu cái mệnh lệnh này. Nếu để ý, các bạn sẽ thấy những mệnh lệnh trên hầu hết đều thay cho những nút cứng nhanh trên cam. Mình đánh giá cao điều này bởi vì nhiều khi đang lái xe mà phải mò mẫm những nút cứng sẽ khiến chúng ta mất tập trung và làm việc lái xe mất an toàn. Việc ra lệnh bằng giọng nói sẽ hạn chế điều đó. Không biết các bạn sao chứ mình rất thích cái tính năng ra lệnh bằng giọng nói để mà chụp hình. Bởi vì trước đây những cái camera hành trình khác á, mình gặp những cái sự kiện quan trọng trên đường đi mà mình mò cái nút để mà chụp hình thì nó qua cái khoảnh khắc quan trọng đó rồi. Rất là tiếc luôn. Còn với cái VioPhone Mini 2 này chỉ cần mình ra lệnh bằng giọng nói take photo là nó chụp hình ngay và luôn, coi như là không bao giờ mất những cái khoảnh khắc quan trọng. Nói chung là nếu như bạn là một người thích chia sẻ những cái sự kiện trên đường, trên chuyến hành trình của mình á, thì VioPhone Mini 2 chính là chân ái với tính năng ra lệnh bằng giọng nói. Thuật toán của VioPhone Mini 2 thông minh hơn những cam hành trình khác. Ví dụ như ở chế độ Parking Mode đi, VioPhone Mini 2 sẽ tự ngắt nguồn cụm GPS để hạn chế hao hụt năng lượng và giúp cho cam hoạt động ở chế độ này được lâu hơn. Ở chế độ Parking Mode, VioPhone Mini 2 cho phép chúng ta lựa chọn việc ghi hình theo nhiều cách khác nhau. Đầu tiên là ghi hình dạng time-lapse hay còn gọi là chế độ tua nhanh. Tiếp theo là chỉ ghi hình khi có tác động bên ngoài. Cuối cùng là chế độ ghi hình bình thường, nhưng khi có va chạm xảy ra thì sẽ tự động khóa file video dài 45 giây. Trong đó có 15 giây đầu là trước khi sự kiện xảy ra và 30 giây còn lại là sau khi sự kiện xảy ra. Thêm một cái điểm cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo trên VioPhone Mini 2 đó là nó sở hữu cái chuẩn Wi-Fi 5GHz hay thậm chí là 5.8GHz luôn các bạn à. Theo VioPhone thì cái tốc độ truyền tải file của cái chuẩn Wi-Fi 5GHz này nó nhanh gấp 4 lần so với lại cái chuẩn Wi-Fi 2.4GHz cũ. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ đỡ mất thời gian đào file về điện thoại hơn so với lại trước đây. Nếu các bạn đã từng thấy chán nản với việc mất 3-4 phút chỉ để đào một cái file dài 1 phút của camera hành trình á, thì bảo đảm các bạn chuyển sang VioPhone Mini 2 này các bạn sẽ thấy thích ngay. Chưa tin đúng không? Đây mình sẽ minh họa việc đào file về cho các bạn xem nè. Bây giờ mình sẽ đào một cái file 1 phút của Mini 2 nha. 3, 2, 1, go! Nhanh dữ chưa? Vậy là nhanh dữ chưa? Để xem mất bao nhiêu giây. Mình dám chắc với các bạn là dưới 1 phút. Dưới 1 phút, thậm chí là dưới 50 giây chắc luôn. Rồi, như vậy là file đã nằm bên trong điện thoại của mình rồi. Đây các bạn ơi, quá ngon luôn. File hình 2K nha các bạn. Để xem nặng bao nhiêu mê nè. File này nặng gần 200 mê mà đau chưa tới 1 phút. Nhanh da man. Với nhiều tính năng thông minh, tốc độ xử lý nhanh và chất lượng hình ảnh xuất sắc thì VioPhone Mini 2 xứng đáng là cái camera hành trình cao cấp. Vì vậy mức giá của nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với mặt bằng chung những cái camera hành trình phổ thông khác trên thị trường. Nhưng mà nếu như các bạn hỏi mình cái camera hành trình nào đáng chơi nhất ở năm 2023 thì câu trả lời của mình lúc này đó là VioPhone Mini 2, bao không chật ngõ nào được nha các bạn. Các bạn cứ yên tâm chơi đi, bởi vì VioPhone bây giờ đã có nhà phân phối chính hãng ở Việt Nam, đó là VioPhone Việt Nam, có bảo hành bảo đảm đầy đủ. Vậy nha, xin cảm ơn.